Hello các ông nhá. Quãng thời gian nghỉ Tết Dương này thật sự là rất quý giá đối với một người mà gần như là có rất ít thời gian để về quê thăm nhà như mình. Nên lần này mình sẽ quyết định làm con vlog thật là cháy, coi như là một cái để kỷ niệm cũng như là chuẩn bị cho một năm 2022 đầy những thử thách. Rồi thì hai vợ chồng mình mới về quê cùng với nhau. Style ăn mặc của vợ tôi cũng hơi khó hiểu nên là các ông thông cảm nhá. Về quê thì nó cũng chả có gì nhiều, toàn là đồ mua về cho em sữa này. Chứ còn hai vợ chồng mình cũng chỉ có một hai bộ quần áo với cái máy tính để làm việc thôi. Vì hôm đó là nghỉ Tết dương lịch nên là cái lượng người về quê cũng khá là đông. Bọn mình đặt xe từ 2h30 mà 3h15 bọn mình mới có xe để về quê. Hành trình của bọn mình từ Hà Nội về Nam Định thì sẽ mất khoảng 1 tiếng 10 phút. Nhưng ngày hôm đó thì tắc đường quá và phải đến khoảng hơn 2 tiếng bọn mình về tới Nam Định. Trên đường về thì trong đầu mình cũng chỉ nghĩ đến bé sữa nhà mình thôi. Bé sữa này, nghĩ đến được ra sân, được gặp bộ Nam Định này, được gặp lại bố, gặp mẹ, các thứ ở quê. Đấy là cái mà khiến mình rất là bồi hồi ấy. Đó, các ông nhìn thấy không? Vẻ mặt đúng kiểu là không biết là con bé nó về nó có nhớ bố nó không, về nó có ôm bố nó không nhỉ? Các ông đã từng biết cái cảm giác mà nhớ một người da diết chưa? Các ông có thể có em bé thì giờ các ông sẽ biết ngay thôi. Bao nhiêu cái mệt mỏi mà chỉ cần nhìn cái nụ cười này thôi là tan biến hết luôn. Vui lắm, lâu lắm rồi mình không được gặp sữa, mình chỉ nhìn qua những cuộc gọi video mà gọi về cho ông bà ngoại thôi. Này công thấy không? Về quê mọi thứ không khí rất là trong lành, mát mẻ, nó khác với cái cuộc sống tấp nập bon chen ở trên Hà Nội lắm. Thực sự với mình một hai ngày nghỉ nó rất là quý. Nhìn mấy cái cảnh này trông yên bình thật chứ không nhỉ? Nhìn yên bình á, nhìn yêu, đáng yêu thật sự luôn đấy. Đấy, con phải ấn vào đây, con đè chân vào đây. Đây, con đè chân vào cái nút này, đấy là đi. Đeo à? Đấy, đúng rồi. Đứng hẳn lên luôn. Ra đường ngó chứ. Cháu đứng hẳn lên. Các cô, các chú, các bác thấy bộ cánh mới của cháu như thế nào nhỉ? Đây là bộ cánh mà bố mẹ cháu sắm cho cháu chơi Tết đây. Thường ngày thì có thể lem lúp một tí được, nhưng mà Tết đến nó phải diện. Cơm nước ngủ nghỉ xong xuôi thì bắt đầu cả nhà hành trình ra thăm ông nội. Từ nhà vợ mình đến sân trung tâm huấn luyện của Nam Định thì nó sẽ mất khoảng 20 phút đi ô tô. Thật sự là cảm xúc mà khi mà mình được trở về nơi này, nơi mà mình đã gắn bó và bắt đầu tập luyện bóng đá từ khi 8 tuổi. Mọi thứ thì cũng đã thay đổi khá nhiều, nhưng với mình thì nó vẫn cứ là nó thôi. Trung tâm huấn luyện thể thao Nam Định, nơi khởi đầu của những giấc mơ. Thật với các ông là trước mà mỗi lần tôi về nhà là khi mà bố tôi ra đón là con mới về đi à này nọ, hoặc là con đã về lâu chưa. Chứ còn bây giờ từ khi có sữa là sẽ chỉ hỏi sữa đâu, và khi mà đến thăm ông thì ông cũng chỉ gặp sữa đầu tiên và ông chỉ gặp sữa thôi, chứ không quan tâm ai đi cùng cả. Đây là cái thời điểm mà huấn luyện viên Mai Sĩ vẫn chưa biết cái sự hiện diện của bọn tôi ở trên sân bóng luôn. Ông quá tập trung vào trong cái vấn đề là luyện tập và chưa để ý nhiều đến xung quanh. Lâu không về Nam Định thấy đội bóng có nhiều sự thay đổi quá. Có nhiều gương mặt mới này, có nhiều gương mặt mới đến, có nhiều gương mặt từ đội trẻ đôn lên. Nhưng mình vẫn cảm nhận chung đó là một bầu không khí rất là quyết tâm của anh em Nam Định. Vâng, xin chào anh em. Thì hiện tại tôi đang đứng ở sân tập của đội bóng Nam Định đây, và bên cạnh tôi đây đang là huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Tại thì mình đang có một số câu hỏi muốn hỏi đến là huấn luyện viên trưởng của đội bóng Nam Định, đó là tình hình hiện tại của đội bóng thì theo chú thì nó đã ổn chưa để có thể tham dự được V-League mùa giải tới, và có những sự thay đổi gì về mặt nhân sự không? Chúng tôi rất là mừng. Thời gian vừa qua thì cái quan trọng nhất là cầu thủ ngoại thì chúng tôi đã chốt được 3 cầu thủ ngoại và một cầu thủ nhập tịch nữa thì đang chờ sang đầu tuần tới thì sẽ sang, là chúng tôi hoàn tất về cái lực lượng ngoại binh. còn về các cầu thủ nội thì chúng tôi tăng cường thêm Mạnh Hùng và Tuấn Tú của đội Hải Phòng như đội Quảng Ninh của mùa giải trước. Và qua cái U21 vừa qua thì chúng tôi cũng đôn thêm 6-7 cầu thủ trẻ U21 lên nữa, cùng với cái số U21 đã lên từ năm ngoái, thì đến thời điểm này lực lượng tôi là tương đối là ổn định để chuẩn bị cho mùa giải mới. Một câu hỏi tiếp theo trên quan điểm cá nhân của mình thôi, đó là hiện tại như bây giờ mà cháu mà đang muốn là tập để theo một con đường chuyên nghiệp thì bây giờ liệu là có theo được không, huấn luyện viên Văn Sĩ? Nói chung nếu mà bạn mà kiên trì thì sẽ được thôi, bởi vì đội Nam Định chúng tôi đang còn thiếu một số chân trái. Xin cảm ơn huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ về phần chia sẻ đấy ạ. Mới xong huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ thì mình cũng thay quần áo vào tập luôn với mấy anh em. Đứng xem anh em ngứa chân quá. Đấy, các ông nhìn động tác cái thứ cơ bản đấy chứ nhở, động tác của tôi cũng cơ bản đấy. 3 tháng rồi cũng chưa được đá bóng nên là cảm giác bóng nó vẫn chưa tốt, và cái thể lực của mình nó cũng khá là yếu, nên là cũng chỉ tập được cái bài tập khởi động với mấy anh em thôi. Cũng có một số anh em là mắc chấn thương khi mà tập luyện. Đây là cái hình ảnh mà trong đời cầu thủ chúng ta không hề mong muốn được thấy nhiều. Vì là cái đoạn thử thách này mình quên mất là mình chưa quay cảnh này, nên là mình sẽ phổ biến lại luật cho anh em. Mình cùng với Mai Xuân Quyết này, Rodrigo sẽ thi đấu đá penalty với nhau. Mỗi người sẽ sút 2 lượt. Và ai là người sút thành công nhiều nhất trong 2 lượt đó thì sẽ là người vô địch. Rodrigo sẽ là người sút đầu tiên. Tiếp đến là tuyển thủ U23 Mai Xuân Quyết. Đoạn này Rodrigo cho rằng tại sao lại Rodrigo khi mà anh ấy sút thì anh Hồ Văn Tú lại bay cản phá xuất sắc như vậy, còn Mai Xuân Quyết thì lại đứng im chôn chân. Bây giờ sẽ là lượt của tôi. Ông anh ơi, em vào quá áp lực đi. Ui, chỉnh quá tôi hiện rồi. Không cần đâu. Em đã nhẹ nhàng rồi, em không phải tập trung một lần, em nhẹ nhàng. Lại đặt lòng góc phải. Bên đó. Ôi. Ông lắc đi. Cái gì chưa? Mấy ông loạn nhát thôi. Thế không biết một này rồi. Đưa qua đây này. Anh cứ đánh ra ngoài nào. Bắn đi. Tình huống đó thì tôi cứ ngỡ là anh Tú sẽ bay ra một trong hai hướng khác thôi. Thế mà anh Tú lại chưa bay vội và quyết định là bay sau nên Tú sút vào giữa, tôi bị bắt. Và đây là hình phạt cho những người thua cuộc. Sau khi kết thúc buổi tập thì mình trở về nhà và ăn dùng bữa cơm với mẹ, với mọi người, với chị gái mình, với vợ mình. Cảm giác nó rất là vui, và thật sự là hạnh phúc. Anh em à, bây giờ là bọn tôi chuẩn bị đi mua quần cho cháu. Được giao nhiệm vụ đi mua quần cho cháu. Cháu hôm nay thì, có 2 cái quần thì cháu mới ỉa ra quần có 3 cái thôi. Đấy, thừa mất 1 cái rồi lại phải đi mua. Bây giờ Nam Định đường có tẹo. Tao đi vào con điện cháy lên. công an giống gì công an lại mới hiện tại thì mình đang ở trên cung đường Trường Chinh và để mua cho con mấy chiếc quần mua hẳn chục cái luôn cho một tối ở chục lần không hết luôn. Đường tiêu hóa của cháu tốt. Lâu lắm mới có cái dịp đi xe dạo phố ở Nam Định. Ngày xưa tôi suốt ngày đi lượn đường ở Nam Định luôn không ạ? Suốt ngày không việc gì làm cứ đi lượn đường suốt. Ngày xưa trước khi làm streamer thì ở Nam Định mình cũng làm shipper, đi giao cơm này, giao lẩu này, xong rồi đi mua hàng các thứ. Nhớ lại cái giai đoạn đấy vui phết. Khi mà mình đi ở đường thì những cái ngày xưa, những cái chuyện ngày xưa mình nhớ về thì thấy khá là vui. Đó là một cái kỷ niệm. Xong xuôi công việc cái là bọn tôi lại phải ra cái quán chân gà nướng quen thuộc. Đây là một cái quán chân gà nướng lâu năm nhất ở Nam Định và cũng là theo mình nghĩ là ngon nhất. Ăn ở đây từ đợt còn bé tí luôn ấy, từ đợt còn đúng là một cậu nhóc. Anh em nào mà có gì về Nam Định thì cứ thử ra chỗ chân gà nướng ở đường Quang Trung ấy, anh em ăn thử xem có đúng như tôi đã quảng cáo không. Quay đến cảnh này mới nhớ ra là địa chỉ nó ở 85 Quang Trung, Nam Định anh em nhé. 85 Quang Trung. Sáng hôm sau thì mình có lên trên nhà bác Phương là bác cả trong gia đình của mình. Trong gia đình có 4 anh chị em. Thì bác Phương này, rồi đến một bác Hùng thứ hai và đến bố mình rồi đến chú Sĩ. Mình lên thì mình cũng cầu bình an cho gia đình và cái hy vọng là công việc của mình sang năm nó sẽ được thuận lợi. Mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Được biết là 3 giờ chiều đội bóng Nam Định sẽ có trận đấu giao hữu với đội Công an Nhân Dân. Nên là hai anh em mình sẽ quyết định là phi luôn lên sân luôn. Nhà mình thì ngay cạnh sân bóng nên là di chuyển các thứ nó khá là tiện. Đây là cái sân bóng mà ngày xưa, đây là cái sân tuổi thơ của chúng tôi. Cái tuổi thơ đối với rất là nhiều những cái thế hệ tầm 9x. Chúng tôi thường xuyên chơi bóng ở đây mỗi buổi chiều cho đến khi trời nó là sắp tối rồi. Cái sân ở phía trên đây là sân dành cho những anh lớn. Đó, dành cho những anh lớn, còn đây là cái mảnh sân dành. Đùa đâu đang nhập tâm diễn xuất thì máy của ông làm hết dung lượng. Lại phải quay cảnh khác. Buồn thật sự đấy. Thì hiện tại của sân vận động Thiên Trường thì đang được nâng cấp nên là anh em có thể nhìn thấy cái đống đổ nát như này. Đó, đang được nâng cấp để chuẩn bị cho V-League mùa giải tới. Xin giới thiệu với anh em đây chính là Thiên Trường. Đây chính là cái sân đấu mà là ước mơ của rất nhiều những thế hệ. Rất nhiều những thế hệ anh em chơi bóng ở Nam Định. Anh em trông tôi nhìn có dáng dấp của một huấn luyện viên không nhỉ? Đoạn này là đoạn đang bàn với Văn Dũng về cái việc là cái tương lai và cái sắp tới mình sẽ quay cái thứ mà mình sẽ làm YouTube như thế nào. Đoạn này thì theo những gì mà mình nghe được ở sân thì lời viên Nguyễn Văn Sĩ đang yêu cầu hai tuyến tại trung tâm chơi gần nhau hơn và giữ được cái tính liên lạc. Thế luôn nhìn mọi người chơi bóng chỉ muốn được xỏ giày vào sân đá luôn đấy. Mà mình biết là hiện tại mình thể lực mình không thể đủ để chơi sân 11 được. Nhưng mà cái đam mê chơi bóng nó vẫn là cái đam mê lớn nhất của cuộc đời mình. Ở trận đấu này thì cả Công an Nhân dân và Nam Định đều thi đấu tốt theo cái góc nhìn cá nhân của mình. Ok, hai chiều. Oh, hai chiều. Bad game. Ôi, không biết FIFA. Ok, biết không good. Ok này, mình sẽ sắp tới mình sẽ làm một clip chơi FIFA solo với Rodrigo. Hai chiều. Ok. Em ai á? Ok.